Mình vừa làm xong cái tắt mở đèn cho xe Lovias trên nút đời zin ha anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Thì có nhiều anh em hỏi mình á, tại sao mà khi mà lắp mấy cái đèn chạy sáng này không khoét một cái nút ở đâu ngay chỗ này là để đá bập 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 gì ngay chỗ này nè ha. Đó. Thì nói chung là nếu mà mình không có làm điện nhiều á, có như anh em thường anh em dùng mấy cái nút, vậy ha anh em khoét vô đây đó, thì anh em chưa hiểu về điện á thì anh em làm cho nó nhanh, còn khi mình đã học qua về điện rồi đó thì mình sẽ tích hợp ở trên xe, mình thấy nút nào được thì mình sẽ dùng nút đó ha anh em ha. Thì cái xe này khách kêu mình khoét cái nút nhưng mình không có khoét, đây là giờ mình mở bằng cái nút này ha, nhưng mà anh em câu làm sao khi anh em bóp đề cái đèn này nó không đá đó. Thì làm cái này thì phải có, nói chung là ra bỏ ra thêm khoảng 20 phút nữa, 20-30 phút gì nữa thì mình sẽ dễ giải quyết được cái việc đó. Còn nếu mà mình làm cho nhanh luôn á, thì anh em mỗi lần anh em mở lên thì cái đèn này nó sẽ đá. Bây giờ mình không dài dòng nữa, mình test cho anh em xem ha. Thì khi mà mình không có bóp thắng đề ha, khi mình không bóp thắng đề thì mình đá đèn ha, mở đèn đó anh em. Rồi bây giờ mình bóp thắng đề, khi bóp thắng đề là cái đèn này nó không hoạt động. Đây mình bóp thắng ha, đây mình bóp, đây mình bóp luôn nè, anh em thấy không, bây giờ mình bóp thắng ha, cái đèn không bao giờ hoạt động. Khi mình thả thắng ra mình chạy, đây 1 2 mở đèn, 1 2 tắt đèn, nhấn giữ luôn auto vaccine, anh em thấy không ạ, 1 2 rồi mở đèn ha. Đó thì mình làm như, khi mà mình đề á, cái đèn này nó không có được đá thì nó đỡ khó chịu đó. Giờ mình test lại một cái nữa anh em ha, rồi bật khóa lên đó, nhắn giữ luôn auto vaccine ha, nhắn 2 cái mở đèn đó, 2 cái tắt đèn, đúng không ạ. Khi mình bóp thắng mình đề đó, mình nhắn đề hoài, anh em coi đề hoài luôn nè đó. Thì đang chạy muốn mở đèn này thì như thế nào, đang chạy này anh em muốn mở đèn chỉ việc chấm 2 cái. À, khi mà nổ máy rồi anh em không bóp con, anh em bóp cái nút đề này, cái đề xe nó không có đề ha, thì mình sẽ dùng cái nút này vừa làm bát xin vừa mở đèn chính luôn, mở đèn chạy sáng luôn ha, 2 cái, 1 2 1 2 nhắn giữ là bát xin nha mọi người, anh này thấy không ạ. Thứ nhất là mình tiết kiệm một cái công tắc cho khách nè, và hai nữa là cái tính thẩm mỹ nè đó, cái tính thẩm mỹ là mình không phải khoét chế thêm ở chỗ nào hết. Nhưng mà nếu mà anh em không hiểu về nó thì mỗi lần khách mà nhấn máy đề máy lên một cái hay cái đèn này nó đá bập 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 hoặc là nó mở luôn đó, thì mình làm sao, mình câu làm sao mà mình giải quyết khi mà không bóp thắng nè. Khi mình bóp thắng mình đề là cái đèn thả thắng ra là mất đề thì đèn sẽ đá ha. Khi bóp thắng này vô thì cái đèn này nó không có tác dụng rồi. Ok vậy anh em ha, sẵn quay lên cho chủ xe coi luôn, xe mai lấy luôn thầy giáo ơi, giờ hết phép rồi, giờ này mới câu xong ha. Mấy câu xong rồi, khỏi khoét ha. Thầy kêu khoét ở đây nhưng mà mắt thẩm mỹ quá nên thôi em câu vào đây luôn ha. Rồi, chào mọi người ha, kết thúc video anh em ơi. Thì anh em muốn làm được cái việc này á, thì nói chung là tại vì á, cái dòng xe Lovias này á, cái dây xanh biển sực trắng á, khi anh em chưa bóp con thì nó lúc nào nó cũng là tín hiệu là lúc nào cũng mát ha, xanh biển sụp trắng. Lúc mà chưa bóp con, cái dây của nút đề nè chưa bóp con nó là mát, nhưng mà khi anh em bóp con thì nó lại là thành là dương nguồn ha, 12V. Thì anh em câu này anh em phải gắn thêm một diode cho rồi. Thôi chào mọi người ha, kết thúc video nha mọi người.